Bàn thắng từ chấm sút phạt luôn mang lại cảm xúc bùng nổ cho người hâm mộ lẫn cầu thủ thực hiện thành công cú sút. Lịch sử bóng đá thế giới đã sản sinh ra rất nhiều chuyên gia sút phạt với những pha sút phạt đi vào lòng người. Trong đó, những cầu thủ như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, David Beckham hay Juninho là những cái tên được nhớ tới như những chuyên gia trên chấm đá phạt đấy. Nếu chúng ta để ý, đa phần các cầu thủ được giao phó trọng trách trên đều chơi ở những vị trí tấn công. Tuy nhiên, không vì vậy mà chúng ta lại nói rằng hậu vệ lại không thể làm điều tương tự. Roberto Carlos chính là cái tên khiến bất cứ ai cũng phải nhớ tới ngay về một cầu thủ đáp ứng được các điều kiện trên. Tuy nhiên, điều khiến Roberto Carlos trở thành thương hiệu trên những chấm đá phạt đó là sự ảo diệu và cường độ cú sút mà cái chân trái của hậu vệ người Brazil mang lại. Điển hình nhất trong số đó, tất là pha làm bàn từ khoảng cách 35m vào khung thành của đội tuyển Pháp trong khuôn khổ Tour de France 1997. Tour de France 1997 là một giải bóng đá tứ hùng quốc tế được tổ chức tại Pháp vào đầu tháng 6 năm 1997. Đây cũng là sân chơi mà đội nhà đã chuẩn bị để hướng tới kỳ World Cup 1998. Bốn đội tuyển quốc gia hàng đầu của thế giới tham gia vào giải đấu là chủ nhà Pháp, Anh, Ý và Brazil. Đó là một buổi tối ngày 3 tháng 6 năm 1997 trên sân vận động Stade de Gerland của Lyon. Hơn 28.193 người ngồi phía trên khán đài theo dõi trận cầu khai màn của giải đấu, nơi có sự góp mặt của những chú gà trống Pháp và Seleção Brazil. Phút 21, sau tình huống tranh chấp không hợp lệ của hậu vệ Pháp dành cho trung phong Romario của Brazil, trọng tài thổi còi phạm lỗi, đội bóng áo vàng được hưởng một quả đá phạt có cự ly gần 35m trước một chút về phía bên phải khung thành. Tiền vệ Dunga đặt trái bóng vào vạch sút phạt trước khi Roberto Carlos từ dưới chạy lên ra dấu hiệu mình sẽ là người thực hiện. Phần lớn những người có mặt trên khán đài đều thầm nghĩ chắc là một đường dót bóng vào của hậu vệ người Brazil. Nhưng không, hình như có gì đó sai. Carlos từ lấy đà, một bước, hai bước, rồi ba bước, cứ thế khoảng cách giữa anh và trái bóng đã lên tới hơn 10m. Hậu vệ số 6 bắt đầu chạy đà. Carlos lao vào trái bóng như con hổ nhìn thấy mục tiêu. Chân trụ phải của anh đặt hơi nhích một chút so với quả bóng, còn với chân trái, anh vung ra một lực khủng khiếp. Trái bóng găm thẳng vào lưới đội tuyển Pháp theo quỹ đạo kỳ lạ với tốc độ khủng khiếp. Thủ thành Fabian Barthez khi ấy chỉ biết đứng chôn chân và phản xạ duy nhất mà Barthez có thể làm được khi ấy là nghiêng đầu nhìn theo trái bóng. Các cổ động viên có mặt trên sân mất vài giây để hiểu chuyện gì đã xảy ra. 1-0 cho Brazil. Tuy Pháp gỡ hòa ở phút 59 do pha lập công của tiền đạo Markeller, nhưng họ không quan tâm bởi cả thế giới đang phát cuồng vì cú sút của Roberto Carlos rồi. Truyền thông châu Âu mô tả nó là cú sút thách thức mọi quy luật vật lý. Bóng từ chân hậu vệ người Brazil đã bay với tốc độ lên đến 135 km/h theo một quỹ đạo vô cùng phi thường. Hai thập kỷ sau, Roberto Carlos nói rằng anh vẫn còn ấn tượng khi nhìn lại cảnh quay về cú đá của mình. Thành thật mà nói, cho đến ngày hôm nay, tôi không biết mình đã làm điều đó như thế nào. Anh nói trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với ESPN Brazil năm 2017. Đó là một bàn thắng đẹp, nó đòi hỏi rất nhiều sự rèn luyện và chăm chỉ cho suốt sự nghiệp của tôi. Sự chăm chỉ đó đã được đền đáp, vì tôi có thể ghi được một bàn thắng tuyệt vời như vậy. Đó là một khoảnh khắc đặc biệt đối với tôi. Vì trước gôn có hàng rào cầu thủ chắn, nên Carlos quyết định thực hiện điều dường như không tưởng này. Cú sút của anh đưa quả bóng bay vòng qua các cầu thủ hàng rào, nhưng ngay khi chuẩn bị ra ngoài, nó ngoặt sang bên trái và liệng vào khung thành. Trong suốt 18 năm trôi qua, Roberto Carlos không bao giờ cố gắng thực hiện cú đá phạt nào theo cách tương tự, vì anh ấy biết rằng thực tế không thể lặp lại sự hoàn hảo như vậy. Tôi chưa bao giờ cố gắng đá như vậy một lần nữa, vì tôi biết mình sẽ không thể bao giờ ghi bàn. Anh nói, có rất nhiều cầu thủ giỏi hiện nay, có thể sẽ mất một chút thời gian, nhưng một ngày nào đó sẽ có người ghi bàn tương tự, nhưng tôi là người đầu tiên. Tuy nhiên, khoa học không chắc chắn rằng bàn thắng như vậy sẽ được lặp lại. Bàn thắng của Roberto Carlos đã thách thức vật lý học và vẫn gây ấn tượng với các nhà khoa học ngày nay. Khi cú đá phạt nổi tiếng xảy ra, các nhà vật lý từ khắp nơi trên thế giới đã bị bối rối bởi những hình ảnh họ nhìn thấy. Bàn thắng đó là chất xúc tác cho rất nhiều nghiên cứu và phân tích về khí động học và đường cong của quả bóng. Một trong những nghiên cứu nổi tiếng nhất về bàn thắng này là của bốn nhà khoa học Pháp: Guillaume Dupex, Anna Le Goff, David Quéret và Christopher Clanet, được công bố trên tạp chí Vật lý Mới vào tháng 9 năm 2010. Trong nghiên cứu này, các nhà vật lý tiến hành một loạt các thí nghiệm và phân tích dẫn đến một phương trình giải thích quỹ đạo của quả bóng và tất cả các lực đang hoạt động tại thời điểm chính xác đó. Quỹ đạo bóng có thể đi chệch khỏi vòng tròn với điều kiện là cú sút đủ dài. Sau đó, quỹ đạo trở nên bất ngờ và không thể đoán trước được đối với thủ môn. Họ viết: "Đây là cách chúng tôi diễn giải bàn thắng nổi tiếng của cầu thủ Roberto Carlos trong trận đấu với Pháp vào năm 1997. Cú sút phạt này được sút từ khoảng cách gần 35m, tương đương với khoảng cách mà chúng tôi mong đợi về quỹ đạo bất ngờ này. Với điều kiện là cú sút đủ mạnh, hoàn toàn nằm trong khả năng của Roberto Carlos, quỹ đạo bóng uốn cong với vận tốc mãnh liệt về phía lưới, gây bất ngờ cho thủ môn." Dupost, Le Goff, Quéret và Clanet kết luận rằng nếu các tính toán chính xác được thực hiện và khoảng cách và lực được lặp lại, cầu thủ khác có thể sao chép bàn thắng nổi tiếng này. Tuy nhiên, điều này là không thể, theo ý kiến của một trong những nhà vật lý quan trọng nhất của Brazil. Ông mô tả, kiệt tác của Roberto Carlos là phép màu bóng đá. Mặc dù vật lý giải thích hoàn hảo quỹ đạo của quả bóng, nhưng các điều kiện trong thời điểm đó như sức mạnh của cú đá, điểm tác động của chân của Carlos lên quả bóng và khoảng cách đến khung thành, chúng ta có thể gọi đó là một phép màu.
Giáo sư Luis Fernando Fontanari của Viện Vật lý Đại học Sao Paulo phát biểu. Ông cũng nói thêm rằng, nếu quả bóng không dừng lại trong lưới, nó sẽ tiếp tục bay lên không trung, vẽ nên một quỹ đạo xoắn ốc đáng kinh ngạc. Tôi không tin rằng chúng ta sẽ thấy điều gì đó như thế lại xảy ra, Fontanari thán phục. Diễn giả TED Talk là Eres Gatti, dựa trên định luật vật lý của Newton, giải thích về hiện tượng quả bóng uốn cong vào lưới và cũng cho rằng lịch sử này khó lặp lại được. Theo định luật 1 về chuyển động của Newton, một vật thể sẽ giữ nguyên hướng và vận tốc cho đến khi có lực tác dụng lên nó. Khi Carlos sút bóng, anh tạo cho nó hướng di chuyển và vận tốc, nhưng lực nào đã ngoặt quả bóng đi và tạo ra một trong những bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử bóng đá. Câu trả lời là sự xoáy. Carlos đá vào góc phải dưới của quả bóng, làm nó bay lên cao và về bên phải, đồng thời cũng quay nhanh theo trục của nó. Quả bóng bắt đầu bay theo một đường dường như là thẳng với luồng không khí ở cả hai phía làm nó chậm lại. Một bên, luồng không khí chạy ngược chiều với vòng xoáy của quả bóng làm tăng áp lực, nhưng ở bên kia, luồng không khí di chuyển cùng chiều với vòng xoáy tạo ra một không gian áp lực thấp hơn. Sự chênh lệch đó đã khiến quả bóng hướng về phía có áp lực thấp hơn. Hiện tượng này là hiệu ứng Magnus, được Isaac Newton chứng minh sau khi ông để ý khi đang chơi tennis vào 1670. Kiểu đá này, thường được gọi là kiểu trái chuối, thường được thực hiện rất nhiều và là một trong những điều làm trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Nhưng, lái quả bóng với sự chính xác cần thiết để bay vòng qua hàng rào và bay trở lại cầu gôn là rất khó. Bởi nếu đá quá cao, nó bay vút ra ngoài, quá thấp, nó chạm đất trước khi bay vòng, quá rộng, nó không thể vươn tới gôn, quá hẹp và hậu vệ sẽ cản được nó, quá chậm, nó cong quá sớm hoặc không kịp cong, quá nhanh thì nó cong quá muộn. Nó cũng đúng với golf, ném bĩa hay bóng chày. Ở mỗi trường hợp, mọi việc xảy ra như nhau. Quả bóng xoáy tạo ra sự chênh lệch áp lực của các luồng khí quanh nó và bẻ cong được đi theo chiều của vòng xoáy. Câu hỏi ở đây là về mặt lý thuyết, liệu bạn có thể sút bóng đủ mạnh để nó vòng lại ngay chỗ bạn hay không? Tiếc thay, không thể. Thậm chí nếu quả bóng không bị ngăn cản, khi không khí làm giảm tốc độ quả bóng, góc chạch sẽ tăng dần làm bóng bay theo những vòng tròn nhỏ dần cho tới khi dừng hẳn. Góc chạch sẽ tăng dần làm bóng bay theo những vòng tròn nhỏ dần cho tới khi dừng hẳn. Và để làm được điều đó, bạn phải đá quả bóng quay nhanh gấp 15 lần cú sút huyền thoại của Carlos, điều mà hầu như là không thể. Roberto Carlos mãi về sau, khi chinh chiến tại các đấu trường thế giới, vẫn luôn là người được giao phó những nhiệm vụ sút phạt. Nhưng cú sút của anh vẫn rất uy lực, vẫn là những đường bóng vô cùng khó chịu mà bất cứ thủ môn nào cũng phải sợ hãi khi đối mặt. Tuy nhiên, hình ảnh về đường phi thường năm 1997 vẫn là điều mà người hâm mộ khắc ghi như một trong những tình huống đá phạt kinh khủng nhất mà thế giới bóng đá từng chứng kiến. Bởi sự kinh khủng mà nó mang lại, từng có nhiều thông tin vui rằng để cuộc chơi trở nên công bằng hơn, đồng thời giúp các thủ môn không bị đẩy bay vào lưới cùng với trái bóng, Roberto Carlos bị cấm thực hiện các tình huống penalty. Sự thật là Carlos không bị cấm đá 11m, mà đặc quyền đấy là của những cầu thủ khác như Zinedine Zidane, Luis Figo hay David Beckham. Chỉ khi sau này khi chuyển đến câu lạc bộ Fenerbahce, Corinthians rồi Angie Mahachakala, huyền thoại người Brazil mới trở thành chân đảm nhận đá pen chính. Cũng may là khi đó, lực sút của anh cũng đã không còn như ở giai đoạn sung sức nhất.